không phải kích được không? Không kích được. Đi bổ xe đánh nhau bổ xe với nữ này nọ anh cũng ra ôm khóc đó, có nó đó. Nếu mà đến khi anh khó khăn hay thế này nọ có bao giờ bỏ anh đâu, nó là đứa sống anh mấy chục năm rồi. Như vậy là nữa đâu, mình phải ghi nhận những đứa đâu vậy, lúc đói khổ lúc nghèo khó nó kể bên, còn những lúc mà có tiền thì nó thật chứ đâu chẳng thấy anh em lắm tiền lắm bạc ở đông bạn nữ mà phong ba bao táp chỉ một mình à. Còn khi có tiền thì đâu cũng thấy anh em cả, thử không xã hội này thử thử, đó là quy luật rồi. Còn những cái người nào mà người ta gắn bó với mình đi từ gian khó đi lên thì mình phải công nhận, phải ghi nhận cái tình cảm người ta, đơn giản vậy. Bay cứ lấy tài khoản thật mà bay vô mà bình luận như tao có cần phải nữa đâu, tao có cần quan tâm đâu mà phải dùng tài khoản ảo làm chi mà bình luận ba cái câu, hiểu không nào? Ăn đi con, ăn đi, đi. Ôi chà, đúng này, đúng lẩu có rau đi luôn này. Xin xin cái rau này nữa em. Đấy, xin cái rau này nữa này. Đấy, cái nước không cay đây, cái nước cay đây. Cái nước không cay, hai nước cay. Xin cái rau này nữa. Rồi, đừng có bỏ được con. À, ngon quá. Du lịch Việt Nam có lẽ rẻ, Việt Nam vẫn rẻ nhất. Hả? Đúng. Việt Nam ta miếng vẫn rẻ nhất. Ừ, Việt Nam ăn miếng rẻ mà. Con người tận giác con. Để người Việt thì con nước ngoài đứng cạnh nhau. Quan đất này của đất. Ăn bên Trung Quốc. Nước ngoài vừa ăn chặt nó kém á. Ok Đức Tài. Thái Lan nó màu đặc chất đấy. Có nhiều khi nói cho vui. Thì đến 6 bò 4 hết. Em bắt đầu đi con này đi. Đưa nó mà bỏ. Bỏ cái đồ đi. Em này chứ. Những con người này là hàng bao nhiêu anh em? Cứ tính một cái sới gà là 30-40 người là làm nho anh Thái rồi. Mẹ 5-6 cái sới gà. Bao nhiêu người? Bao nhiêu em bút ở bên Lào? Người chứ có phải là thánh đâu ai đúng là. Mà nữa thằng nào mà nó ham hư danh hư nữa thì mình phải loại bỏ nhé, mình phải bỏ nó ra nhé. Để xưa nay người ta bỏ Thái á dường như có, hiểu không nào, chữa Thái bỏ người ta thôi. Mình đi đâu anh ở chỗ cái quán Trung Quốc ấy chứ, khu thập đôi mà đẹp đẹp nhất đó em. Nguyễn Văn ơi, anh ở chỗ thập cái thập đôi mà đẹp đẹp đây. Đúng rồi, ở đời là quy luật rồi, có vay là phải có trả, không ai ăn không mà ai hết. Anh Thái là người đi cho vay, nó có quy luật rồi, quy luật bất thành văn rồi. Nhưng cái cuộc này là không phải là vay mượn, mà gọi là có trách nhiệm thì là càng đáng đứng vào đó thôi.
Nhưng bây giờ mà nó thật chứ, đưa nhau lên mạng, đưa nhau dùng những cái trò bị ổi ra rồi thì nó thật chứ, tiền gì nữa, ai đi lo chứ nè. Thừa để đó mà đi làm từ thiện. Làm mỡ nhiều quá khó ăn em. Vớt bên đây này. Vớt cái mỡ bên trên em. Không. Bỏ bên nước không cay này, ai như bỏ bên nước cay mình chỉ. Không. Đây là tính là vớt đồ cay không ta tụt em nước này vô. Không, em vớt cái mỡ bên trên đi. Nó cay thì không cay mấy nhưng mà mỡ nhiều. Thì mỡ đâu rồi? Mỡ nhiều ăn mình đang giảm cân, mình muốn giảm cân mình ăn kiểu đi đi. Vớt được nước ăn kiểu nhiều à? Hả? Vớt được cháy nước ăn như vậy à? Không. Nó có cái lớp trên dầu nha, dầu là nổi trên em. Dầu mỡ nổi trên, đó. Này, đâu? Đây đỏ đá, khoan bỏ, đỏ đăng đi. Bếp mãi không giống nhau cả. Giống nhau mà. Đấy bán cái túi, đấy không giống nhau. Đi một cái nhờ, sao mới hiện luôn, không có đi. Cầm rồi chứ, thật chế biến rồi. Bớt đồ cây rồi, đúng không? Không ăn nữa. Nguyên. Ủa rồi. Nhấn nha, ngồi xuống thì không phải làm phải để chụp làm đó. Nước đây là chụp đổ mình lên nào. Đẹp quá. Trả tiền trả mạng là mạng đấy. Ăn đi ăn đi. Cây đợt. Yep. Tiếp tế một mắt tí mà cay thật. Chào Diệp Quỳnh nha. Chào cháu nha. Khỏe không cháu ơi? Hôm trước mà nhờ cháu mà chú với nữ được con Lý Đen đấy. Lý Đen đầu lưng ấy, nhà cháu ạ. Đấy quá là có để vớt đồ đá đá. Vớt đồ đá. Vớt đồ bên tay bên tay của tay vớt chỉ để vớt ra. Người bán. Đây đấy. Ăn đi. Nước cả thua á. Nước cả thua. Hả? Nước tay của vừa em thua. Ôi sao để vớt mà cứ mãi rồi. Hả? Nữa ông phải để rộng mở. Đây à. Hay rồi. Ok. Anh biết cần cho Thái Nguyên, anh chịu đó. Bên trên này.
dai 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 như bột lọc á. Đâu những người đó không ăn được rồi. Không ai mỡ dính đây cả. Ăn lệ quá. Cái nước này nó ngậy á, ngậy nước đi rồi mà nó vẫn ngậy gì ơi. Quán Trung Quốc đẹp, quán xây dựng rất đẹp, cái này của người Trung Quốc. Đi quay về thắp đôi anh ơi, anh vừa chỗ thắp đôi lại đây, em bên cạnh thắp đôi luôn mà. Anh khỏe à, Hoàng Hùng ơi, cảm ơn anh Lê nha. Con một bọn nữa. Ok, chín chín chín. Kệ chứ, có quan tâm đâu bạn ơi. Mình trước đâu thì quan tâm cái mạng xã hội bao giờ nó không có hai mặt cả. Cái người mà biết suy nghĩ người ta tìm hiểu kỹ, hiểu không? Còn người mà không có suy nghĩ là người ta cứ tưởng tượng là thấy ayua theo đám đông. Nhưng đây là không phải đám đông, đây là toàn ít nhưng mà mấy cái tài khoản của anh em gia đình nhà nó với con nhà nó lập vào đây cả. Tài khoản mà cứ gõ vào chẳng thấy có ai follow cả, có 200 với 100. Mình tính gì? Để trang cá nhân thì khỏi quá. Ôi đừng nói cả họ nhà nó, mình nói đó là xúc phạm quá. Chứ mà ai có tủ có tông có họ quá cả, mình nói về lịch sử. Ok, cảm ơn. Ai mà sai không nên, không phải mình nói người đó, không thể vơ đuốc cả nắm được. Nhiều khi là nói là động chạm tự ái, nó nhiều người người ta tốt, người ta không làm gì mình. Mình nói đó như họ là xúc phạm với họ. Mình người lớn còn phải ở nít đâu mà nước. Nó là một thằng vô học rồi, mình đừng có giống cái thằng vô học nữa. Đó. Có lẽ nó học ở trong trại đi tù trong trại là có cái lớp xóa mù chứ. Biết kể nó học lớp một. Nó mù chứ. Ở bên người ta nói là nó mù chứ, nhưng mong và ở trong trại là ví dụ anh nào đi ăn đâu á. Mà mù chứ nhưng mà nhắc đi làm á. Là người ta sắp chết bắt đi học. Em hiểu không nào? Nên nó biết nhưng phải là nó mù rồi. Nhưng mà mù chữ thì mù chữ chứ không được mà mù ý thức được. Con người mà. Nhiều cái nước đi của nó là nó thật chứ. Nó khổ chứ không ai khổ cả. Mình thì vui vẻ thoải mái. Mình là mấy tỷ bạc nó trả gì cả. Còn với nó mà. Cả đời nhà nó không bao giờ làm được ra được. Tin nó phét. Cái tài giỏi mà mình đi xin mình đi làm, đi tù về xin mình làm là gì? Cứ? 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 Cứ?
chứ đấy. Cơm chiên. Cơm chiên hả? Bánh mì. Bánh mì thì có. Đây là bột gạo nhưng mà cơm chiên. Bột gạo hoặc bột nếp ấy. Xã hội này không ngon được ai. Đông ấn mình nhiều không xà. Chỉ sợ pháp luật thôi. Sợ bác Tô Lâm thôi, hiểu không? Sợ gì ba cái thành phần tù tội mới về. Đau. Loại tù tội mới về thì bản lĩnh đâu. Em út không có, anh em không. Chưa có chuyện thì nó sút cho rất là nó hô hào mạnh lắm. Khó khăn chạy cả. Anh đây có ba đệ tử cứng như này. Đây. Ba thằng ni này. Đó, thấy không? Ờ, đây con. Đấy, ba đệ tử đây. 5 năm nữa mới nói chuyện. Chưa kể lớp con của em út. À, để cho khá nhá. Em toàn bị tùng sốc. Thấy không mẹ? Nè, thấy không? Thông cảm anh cái điện phát nhà anh đang ăn cơm nên là không tiện lên sóng em nha, khi khác em nha. Có được ăn đi đâu không? Đâu, đi tồn đâu. Đấy. Quá sướng luôn em. Anh hốc được đừng nói 5 tỷ, 3 tỷ 8, thấy không? Tôi mới như có cái đạn. Cái hốc khổ, cái hốc lại hốc đéo được tiêu à, mà của nó đi bơm như với bạn bè nó bơm như người ta bên kia. Mà tao giải thích gì, đéo gì mấy cái tài khoản ảo của thằng chỗ tù lập lên. Còn nó thừa biết như thế nào rồi, trả lời làm gì. Thành phần tài khoản ảo đều nó lập ra rồi, với thành phần kickback để nói lên để khủng bay cái âm xong rồi bay cắt ghép video bay câu like câu view, thành phần vớ vẩn. Không quan tâm. Đó là một công tay rồi. Đây cho cái nước tay. Một cái công tay, một cái công tay. Cái này nha. Tìm xuống đi. Đấy sao rồi nhanh. Đây là bố cháu tiêu đéo tiền gì mà này, đúng con trai tông nhà không có chi ngoài tiền. Tông ngồi trên này cho đọc bình luận như nhà quan tâm cho đọc bình luận tin đâu. Đấy là nhà cháu không có gì ngoài thiếu ngoài tiền, thấy không? Đấy, tiền mặt bông có chứ tiền án bông nhiều lắm rồi. Sách bò à? Thì ăn cái cây mới hay chứ. Lấy chi cho con ăn mất rồi. Lúc này chẳng nhìn. À. Lên tiếp đi. Nó từ từ rồi. Biết chi mông đà con? Chả nữa đấy. Ở chả nhớ đúng rồi. Nói mà còn nít cười không? Nhà thiếu đéo gì tiền con này. Nói nhưng đạt đấy. Đạt mà nhà Luân á, Tết ai mừng tuổi hắn là bảo lấy, ở nhà không thiếu tiền. Nhà đạt không thiếu tiền. Ê, tao không cười bắt tao khóc à? Hả?
nhá. Con này. Anh chín là tí cháu cây cháu đó. Chào Nguyễn Ngọc nha. Nghe rồi. Như anh chuyển lời tới cháu thiện nhân, chúc cháu thiện nhân có duy thức. Chuyển lời tới thiện nhân sinh nhật vui vẻ mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi, vâng lời ông bà thì cô. Chúc cháu một đời an nhiên, chúc gia đình anh chị chơi vui vẻ sang năm, hy vọng gặp gia đình anh chị ở Nhật Bản. Em sẽ đón tiếp anh chị và cháu. Sinh nhật con. Cuộc đời hình thái á, toàn bị người ta lợi dụng, người ta lừa thôi. Ân cuộc đời hình thái không lừa ai đâu. Nói thật rồi. Cho đi nhiều cây rồi. Cho nhiều chứ chưa bao giờ nhận lại của ai cái gì đâu. Nên là có nói như thế nào đấy cũng cần phải giải thích, cũng quan tâm xã hội này nó ghi nhận cả cái tỉnh Nghệ An này, người ta phải biết, không phải là không biết, quan tâm gì. Sống ở xã hội này không có thể làm hài lòng được tất cả mọi người, đừng quan tâm, giờ đúng sai cũng không quan tâm. Không nói nhiều quá lại thành mất hay. Cuộc đời Thái đã bị mấy đứa em nó lừa hơn 40 rồi. Thằng Mai Xuân Điều và thằng Hiếu trúc một trong gần một năm mà cho nó hơn 4 tỷ bạc mà vẫn bị nó lừa 14 tỷ, hiểu không nào? Thằng Mai Chân Điều nó lừa hàng chục tỷ đồng đó. Nên cuộc đời hình thái là ghét nhất những cái thành phần là lừa đảo, thì cuộc đời hình thái không bao giờ đi lừa người khác ạ. Đó, nói đơn giản như thế thôi. Người ta đi làm từ thiện bao nhiêu năm đi, hàng chục tỷ đồng rồi, làm sao người ta có thể bán đi danh dự vì mấy đồng bạc? Trong cái việc này nó phải có sự việc nó sai với mình, mẹ nó gửi vào chứ để làm ăn kiếm đồng, hiểu không? Khi có chuyện vắt là hắn bỏ chạy về, hắn nói đi tu cho mình nữa. Nó là một thằng trực tiếp đi tu nợ mà, chứ làm sao mình tử tế đàng hoàng nó được? Tại sao là bao nhiêu người mình lại tử tế đàng hoàng mà mỗi nó là một em út mình mà mình không tử tế? Sai với mình, làm sao mình tử tế nó được? Ở phong
phúng bạt á, phúng bạt bay mà phúng bạt mà được như anh á, phúc đức ba đời nhà bay tích lại chẳng được. Phúng bạt một tháng vừa còn tiêu mấy trăm triệu, bố mẹ cả trăm, thấy không? Đó, làm được nhà cho em cho út, hết đứa đi đứa khác. Đó, mua xe cho các em. Mày làm như thế thì mày mà phong bạc như thế thì người ta cũng ghi nhận mày luôn. Sự là phong bạc mày, mày phong bạc mày lừa họ, mày chẳng cho ai mà lừa họ, mày đếm hết mới nhọc, hiểu không? Nếu phong bạc mà lo được cho em út, cho gia đình á thì có lẽ xã hội nó không không lên án đâu. Sự mày phong bạc rồi xong mày đớp, mày tiêu hết mẹ này, chẳng cho ai một gì nào, một đồng nào mới chết dữ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, về khách sạn ăn mới về được chứ, chưa ăn về được. Cuộc đời tao chỉ khóc khi là gia đình có chuyện buồn, nhớ không? Hoặc là cảm động trước cái tình cảm của anh em lấy cho mình. Ngày xưa thằng Cương Lồi sống với tao đó chứ, nó bị tai nạn, nó tao cũng khóc rớt nước mắt. Cứ hỏi nó có thử phải đúng không, sau khi phản tao sai, sống sai cái tao bỏ. Bây giờ tao nói nó có đúng không, hỏi nó có đúng không, mày hỏi thằng Cương Lồi đúng không? Ngày xưa từng cái quần lót mua cho nó bị tai nạn mà mổ não mà ôm nó khóc từ Diễn Châu vô đến Vinh. Mẹ chính tay tao là đi ký giấy mổ cho nó và bỏ chi phí cho nó. Cứ nghĩ là cuộc đời này mình sống với nó như thế, cứu nó một lần không bao giờ là nó phản mình. Nhưng khi mình xa cơ lỡ bước vào tù phát, đưa tiền cho nó đi làm, nó cũng đớp, nó đánh luôn. Khi mà con người ở ngoài á thì không phải là nói tất cả anh em đâu nha, có những người đến với mình người ta không phải là tốt đẹp, người ta thấy mình có tí của người ta đến, hiểu không nào? Nhưng khi mình mà gặp nạn cái, người ta trở mặt ngay. Xã hội là vậy mà, nó quá bình thường đó. Còn phải ghi nhận những cái thời gian mà mình khó khăn vất vả đó, mà anh em nó bên mình đó. Đó, tại sao thằng Kỳ đó đã làm cho cái nhà mua gần 4 tỷ bạc đó, nhưng mà khi mà mình khó khăn hoạn nạn mà nó xin đi nước ngoài thôi, mình cũng coi nó là em được. Tất nhiên nó chẳng có sai chỉ về cái đồng tiền hay thế này nọ, nhưng mà trong lúc anh làm ăn thua tha, đáng lẽ bay tốt bay phải đi làm giúp đỡ anh. Nếu chưa chi bay là xin đi nước ngoài bay lo cuộc sống của bay, ai sống với bay. Vậy trong lúc anh đang thua tha bên Cam về mà năm vừa rồi vẫn cứ làm cái nhà hoàn thành cho nó cho xong. Phải hiểu nữa, cái nhà nó là to nhất cái đất Tiên Cát đó, nói không phải là kể công. Mày cứ làm được như tao ấy rồi đấy. Con trai con ngồi tụt view hết, còn nít tụt nó mẹ nhá.